20 liên tục. Mình chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay thì tiếp tục cái MLV lại thêm một cái bộ gọi là hòa cồng. Nên là mình cũng xin quay để thông báo cho tất cả các bạn xem là cái chất âm của nó là như thế nào, xem có hay không. Mình thì cũng đúng là chưa nghe bao giờ cái bộ này, là hôm nay là lần đầu tiên đến mà cho các bạn xem. Đấy, để mình lấy đầu dây các bạn nha. Đấy. Xem cái chất âm hòa cồng này xem thế nào. Đấy, đầu dây mình cầm ra. Hòa cồng này là D65 các bạn nhé. 65-70 chứ. Đấy, 65-70. Dài thì tương đối. Dài rơi vào có tầm bộ 70. Bên đây con em lên rồi đấy các bạn này. Mình di chuyển ra đây để chuẩn bị mình cho lên các bạn nhé. Được lắp đèn luôn các bạn nhá. Thì nếu mà có gió mạnh thì là chơi tối luôn đấy. Đấy, có cả đèn này, cầm biến này các bạn này. Móc cái này vào để cho nó bay luôn các bạn nhé. Đâm vào quai cho nên không có bắn thông cảm nhé. Rồi bắt đầu lên các bạn này. Rồi lên các bạn nhé. Dây rồi các bạn nhá. Ui chà, nặng lắm, vừa nay gió không đẹp đấy. Mới lên có đoạn dây mà đã diều đã im lắm rồi. Gió trên đẹp. Gió trên đẹp. Đẹp vô cùng các bạn. Đây. Cây cối. Đấy. Đi một đêm bên đây em. Quán đi ăn đánh đi không? Ừ. Tối. Quán đi thì chơi tối thì được. Không chói. Ừ thế. Anh dạo cũng ra luôn rồi à? Ừ, đâu luôn. Dạo ra luôn các bạn này. Đây nhầm rẽ lên trên đứng yên luôn này. Từ từ để con đi dạo lên coi đứng hướng hướng chiều đang nổi lên tí. Không ạ. Anh cứ lên đi, lên dạo dạo đi. Không nhưng mà ý không để cho dạo bay đây, nhưng mà ý, anh đứng đây để xem là cái đường của cái chiều bên kia là nó đang thế nào. Đúng không? Bữa nay thì gió không biết là gió đông nam hay là chiều này thì cũng lên theo cái hướng là cũng nữa rồi. Nhưng mà đang mà vẫn cứ ăn thẳng. Ăn vẫn ăn lèo hôm qua đó. À rồi. Hay là có khi lên thêm đoạn dây nữa, lên cái chỗ bên kia là nó mới bạt về phía đúng hướng đúng không ạ? Hay là đang dưới anh dừng lên dừng đứng yên nhìn thâu đó ghế á. Ok, thì là mình đang thấy đây này không biết được anh ạ.
Để mình quay xem là cái quân diều này lên thế nào các bạn nhé. Rồi lên nào. Quả cộn diều thế cũng rất là hay các bạn nhé. Cầm hai cái dưới diều này, cầm đây vẫn chắc chắn, cuộn này cũng nhanh. Các bạn có thể thiết kế như kiểu này cũng được các bạn nhé. Đây dây này là dây 25. Luôn làm gì cho nó tốt. Luôn trốn tiền. Tốn tiền à? Chơi cái gì mà chơi mà cứ phải là tiết kiệm nhất là được. Không cần thiết lắm. Ra cũng rất kia là rẻ. Ra rất là rẻ nha. Ra rất rẻ mà cuộn cũng rất rẻ. Thôi mình kết thúc video ở đây nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Ra thằng đó lại ốm rồi. Ơi, diều có cháu về răng? Nhiều bên đây. Nhiều bên đây. Đấy. Này có diều thủy tinh à? Nam thủy tinh. Diều này hơi nghiêng các bạn nhé. Vừa thả diều con nam xong rồi quay đây là em nó nốt ra, nhưng mà chơi mấy hôm nay nhưng mà cũng chưa quay được cái diều này cho các bạn xem. Và hôm nay thì diều nó hơi ghé một chút, bây giờ mình chỉnh cho em một chút các bạn nhé. Đây, chị cầm nó chỉ cho chỉnh luôn này. Cầm nó đây. Chỉnh về bên đây một tí nhá. Ghé nam đúng không? Đây. Từ từ từ. Mở ra chưa mà chỉnh. Có chỉnh được không? Đây tút lại đi, không có mảnh lệch gì nào. Đẩy cái đây xuống này. Phanh nhá. Mở cái này ra này. Hả? Đâm em thứ hai này. Này không sáo các bạn. Cháu kéo căng dây đi. À, ok, lên rồi bạn nhé. Con bò lúc đâm quay lúc gửi từ xa các bạn nhé. Diều xuống mình để chỉnh lại cái lèo chút bạn nhé, hơi ghê nam nhưng mà xuống rất là ngoan các bạn ạ. Đấy. Chưa thấy không có độ hỗn của diều. Bắt tay luôn. Bắt được không? Đấy, bắt tay luôn. Ngoan lắm, diều này ngoan lắm. Không hỗn diều đúng không? Nói con diều thì là thiệt ngoan lắm.
Đây, vừa chín leo lại lên lại các bạn nhé. Kết thúc video ở đây thôi các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn xem cho mình một like, một đăng ký kênh nhé. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo.